Mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kịp thời dập tắt đám cháy trong khuôn viên miếu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương. Va chạm giữa xe tải và xe máy ở Lâm Đồng, hai người thương vong. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 vừa công bố được nhận định là đảm bảo tốt mục tiêu tốt nghiệp. Câu chuyện cuộc sống dạy trẻ cách ứng xử phù hợp ở nơi công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt dịch cúm gia cầm H5N1. Mua xe máy chưa gắn biển số đã bị giàn cảnh trộm mất. Đặc sắc lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Công an huyện, Hạt Kiểm Lâm huyện kiểm tra xác định nguyên nhân vụ cháy hơn 14.000 trụ hồ tiêu xảy ra trên địa bàn. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ra văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Bư, đã có hai vụ cháy xảy ra tại diện tích đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh quản lý. Lần cháy đầu tiên vào sáng ngày 19 tháng 2, công ty Trường Thịnh đã chữa cháy, nhưng do gió lớn nên đến sáng ngày 23 tháng 2, đám cháy bùng phát trở lại. Nguyên nhân được đơn vị này dự đoán là do người dân ở các rẫy lân cận đốt dọn rẫy. Tổng diện tích bị cháy là hơn 31,9 hecta. Trong đó có hơn 29,5 hectare bị cháy trong diện tích đất của công ty nói trên quản lý, với 21 hectare rừng keo lai, 8,54 hectare hồ tiêu đang kinh doanh, tương ứng với tổng trụ hồ tiêu bị thiệt hại là hơn 14.000. Ngoài ra còn có 2,4 hectare thực bì của người dân bị cháy. Trên đất có một số cây điều, khoai mì. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Thủ Dầu Một, Công an tỉnh Bình Dương vừa dập tắt đám cháy trong khuôn viên miếu Bà Thiên Hậu, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, không để đám cháy lan rộng. Khoảng 22 giờ tối qua, nhận được tin báo trong khuôn viên miếu Bà Thiên Hậu xảy ra cháy, ngay lập tức Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Thủ Dầu Một nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Chỉ trong vòng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt và không gây nhiều thiệt hại về tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Trên lĩnh vực giao thông, tại khu vực dốc 200 xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến cho hai người thương vong. Cụ thể, xe máy mang biển số 49F1-52232 của hai thanh niên lưu thông trên tuyến đường liên xã Tân Hà-Liên Hà. Khi đến dốc 200, xe máy này bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số 49C-02826 đang lưu thông cùng chiều phía sau. Hậu quả làm thanh niên tên VTT, 27 tuổi, tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, thẻ vé điện tử liên thông vận tải công cộng đã được nhiều thành phố trên thế giới áp dụng và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Thành phố Hà Nội cũng sẽ triển khai thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng như là đường sắt đô thị, xe buýt vào năm sau. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong năm nay sẽ xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố nội dung về khung tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách vé dùng chung cho toàn hệ thống vận tải công cộng, cùng với việc xây dựng phương án và lộ trình đầu tư. Trước đó, kế hoạch này đã đề ra thực hiện trong năm 2019, tuy nhiên đã được lùi lại cho đến nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo nhận định của nhiều giáo viên, học sinh, về cơ bản, đề thi năm nay tương đồng so với năm trước, mức độ phân hóa không nhiều, đảm bảo đúng mục tiêu tốt nghiệp. Lấy điểm thi tốt nghiệp để xét đại học và đi du học, nên đề tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có cấu trúc như thế nào, mức độ phân hóa ra sao, là mối quan tâm hàng đầu của Minh Anh cùng với nhóm bạn của mình. Niềm vui khi có đề thi tham khảo giúp các em có thể bắt tay ngay vào kế hoạch ôn tập cho kỳ thi mang tính bước ngoặt này. Bọn em với cả các bạn cũng không khác nhau lắm, cũng đều mong chờ cái đề minh họa có thể có sớm nhất có thể để bọn em có thể bắt đầu lên kế hoạch ôn tập bắt đầu từ bây giờ luôn để có thể kịp cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Khoảng 25 câu thì em thấy nó cũng khá là sát với năng lực kiểu nhìn chung các bạn làm bài và cũng có rất nhiều các câu liên quan đến ứng dụng thực tế.
không có đột biến, cấu trúc đề thi tham khảo các môn đều giữ ổn định so với năm trước. Trong đó 60% mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh chỉ cần nắm những kiến thức trong chương trình đều có thể làm được. Mức độ phân hóa tập trung ở 10 câu cuối nhưng cũng không quá khó. 8 dạng bài và các cái mức độ như là mức độ nhận biết rồi thông hiểu hay là vận dụng hay là nâng cao thì đều cũng tương tự như mọi năm. Học trò của mình cũng mới vừa giải xong câu hỏi thì rất là phù hợp với học trò. Và cái đánh giá mức độ thì mình đánh giá rằng là phổ điểm chung sẽ là khoảng tầm 8 điểm. Thay vì giữa tháng 3 như mọi năm, việc đề thi tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay công bố ngay từ đầu tháng 3 tạo thuận lợi hơn cho các học sinh và các trường để lên kế hoạch ôn tập phù hợp. Là tập trung vào nắm vững kiến thức cơ bản, còn cái phần nâng cao thì mình sẽ dành để ôn tập vào những cái thời điểm mà cuối kỳ hoặc giữa kỳ để các con có thêm được những cái phần kiến thức nâng cao để các con được điểm cao hơn. Từ cái đề thi mẫu đấy thì các thầy cô sẽ phiên bản ra các cái đề thi tương tự để làm cái nội dung ôn tập cho các học sinh khối 12. Còn về phía nhà trường thì như chị cũng biết đến thời điểm này là đã được giữa học kỳ 2 rồi, thì ban giám hiệu chúng tôi cũng có kế hoạch đối với các tổ chuyên môn là xây dựng dần những cái kế hoạch ôn tập. Việc đề thi giữ mức độ tương đồng như năm trước sẽ giúp học sinh lớp 12 giảm bớt phần nào áp lực. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để thầy và trò tham khảo trong quá trình ôn tập, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em thường hiếu động, nghịch ngợm và hay có những hành xử bất ngờ mà người lớn không kiểm soát được. Thực tế là đã có không ít trường hợp những trò nghịch ngợm của trẻ ở nơi công cộng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bậc cha mẹ cho rằng con mình còn nhỏ nên nghịch ngợm là chuyện hết sức bình thường, không kịp thời uốn nắn. Vậy khi nào mới nên dạy trẻ ứng xử văn minh nơi công cộng? Vấn đề này sẽ được giải đáp qua câu chuyện cuộc sống ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến những cảnh tượng nơi công cộng như trẻ con la hét, phá phách đồ đạc, chen lấn khi xếp hàng, thậm chí ném đồ vật vào người khác. Nhiều người có thể sẽ cho rằng đây là chuyện thường tình, trẻ em có tính hiếu động nghịch ngợm, nhưng thực chất có liên quan mật thiết đến sự giáo dục của cha mẹ đối với trẻ. Đáng nói, đứng trước những việc làm này của con, không ít bậc cha mẹ lại không hề phản ứng mà chỉ tập trung vào việc riêng của mình. Thậm chí, nhiều trường hợp trẻ nghịch phá gây ra chuyện, cha mẹ còn bênh vực con. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện một cô gái tại Hà Nội trong lúc đang ngồi làm việc tại một quán cà phê thì một em bé chạy đến bàn nghịch phá và vô tình làm đổ nước vào laptop của cô gái. Thế nhưng, cách hành xử của phụ huynh là phủi bỏ trách nhiệm và cho rằng lỗi do cô gái không biết tự bảo quản máy của mình. Trẻ con không biết gì và làm đổ là việc không may. Sự việc đã gây ra nhiều ý kiến bức xúc của cộng đồng mạng, đa phần là tỏ thái độ bất bình trước cách hành xử của vị phụ huynh này. Có thể thấy rằng, nhiều bậc cha mẹ có thể dạy con rất nhiều thứ, nhưng dường như quên giáo dục những nguyên tắc ứng xử văn minh nơi công cộng. Trong những trường hợp như vậy mà trẻ cha mẹ cứ bênh con mà không chỉ cho con được cái lỗi mà con mắc phải thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự phát triển của trẻ sau này. Một là trẻ thường hay có hướng đổ lỗi. Cái thứ hai, trẻ nó không rèn luyện những cái quy tắc ứng xử trong cuộc sống. Và cái thứ ba nữa, mà cha mẹ cứ luôn luôn bênh con như vậy, tức là trẻ sẽ nghĩ rằng là cái phao cứu sinh cho trẻ chính là mẹ của mình. Mà cha mẹ thì đâu có thể nào bao bọc con suốt cuộc đời được. Và nếu mà cha mẹ cứ mỗi chuyện mà có con sai, cha mẹ đều hứng hết theo kiểu mà đổ lỗi thì làm sao trẻ trưởng thành được. Chị Trương Trà My, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi khi cho con đến nơi đông người, nơi công cộng, chị thường chia sẻ với con về nơi chị và bé chuẩn bị đến. Sau đó sẽ có những nguyên tắc trước khi ra khỏi nhà để con biết mình cần làm gì khi đến những nơi đó. Mình luôn nhắc nhở các con là khi đi ra ngoài phải luôn đi cạnh với ba mẹ và không được đi một mình. Khi vào những nơi cửa hàng thì mình luôn khuyên các con là không được nhảy lung tung và không sờ và chạm vào đồ vật ở trong cửa hàng khi mà cha mẹ chưa cho phép.
mình luôn giữ cái thói quen duy trì như vậy và nhắc nhở các con trong suốt một thời gian, thì sau này khi mà ra những nơi công cộng thì các con không phải bị mình nhắc nhiều nữa. Theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, khi trẻ từ 3 tuổi trở đi, lúc này trẻ bắt đầu biết sử dụng ngôn ngữ, thể hiện thái độ, cảm xúc. Đây cũng là lúc cha mẹ nên bắt đầu dạy những kỹ năng ứng xử cho trẻ để hình thành thói quen vận dụng ngôn ngữ và cách ứng xử. Trẻ cũng sẽ biết cách thể hiện cảm xúc, cá tính bản thân một cách lịch sự, nhã nhặn và biết cách kết nối với những người xung quanh như biết chào hỏi, biết cảm ơn và xin lỗi, giữ trật tự, biết lấy đồ của người khác phải xin phép. Trong gia đình mình cũng có những quy tắc ứng xử, thì bước ra khỏi nhà mình cũng có quy tắc ứng xử, chẳng hạn như là chào hỏi, đúng không? Giữ vệ sinh nơi công cộng, không làm ồn nơi công cộng. Nhưng mà muốn có được điều đó thì cha mẹ phải dạy từ nhỏ. Từ nhỏ vừa dạy mà vừa cho trẻ rèn luyện, ứng dụng nữa. Mà trẻ nó học đâu nhanh nhất? Nhanh nhất là trẻ học qua chính cái hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ của cha mẹ. Thì cha mẹ phải là tấm gương cho con. Ngay từ trẻ nhỏ, trẻ nó có ý thức, nó biết cách ứng xử với nơi công cộng, thì lớn lên nó sẽ biết cái nào là cái được, cái nào là cái giới hạn, cái gì chúng ta được phép và cái gì chúng ta không được phép. Trẻ biết được rằng là cái việc làm của mình nó có ảnh hưởng đến những người xung quanh hay không, cái tác động của mình nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào. Ngoài cái ý thức nhận thức ra thì cái hành vi cử chỉ nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái, đúng mực, chuẩn mực, và các mối quan hệ của trẻ nó cũng không có gặp trắc trở nhiều. Bên cạnh đó, để dạy trẻ ứng xử văn minh nơi công cộng, thì việc mà các bậc cha mẹ nên làm đó là nói cho trẻ nghe về nơi mình chuẩn bị đến và những gì mình sẽ làm ở đó. Một trong những nguyên tắc cần tuân thủ như trẻ phải đứng cạnh cha mẹ, không được tự ý chạy lung tung, la hét hay tùy tiện chạm vào đồ của người khác khi chưa được cho phép. Sau khi chuyến đi kết thúc, hãy dành lời khen hay một phần thưởng nếu trẻ đã làm tốt. Cha mẹ cần duy trì những buổi thực hành như vậy để giúp trẻ học được cách ứng xử đúng nơi công cộng. Lâu dần sẽ hình thành được thói quen ứng xử đúng mực cho trẻ. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Phố Hồ Chí Minh giám sát chặt dịch cúm gia cầm H5N1. Mua xe máy chưa gắn biển số đã bị giàn cảnh trộm mất. Đặc sắc lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp để đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố chủ động kịp thời phối hợp với Sở Y tế báo cáo tham mưu với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh theo quy định, đảm bảo tiến độ, căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế, để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp, giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh cho phải tự đấu thầu thuốc, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương. Một thông tin liên quan đến trẻ em mà các bậc phụ huynh cần lưu tâm. Thưa quý vị, theo thống kê thì tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ độ tuổi học đường từ 5 cho đến 19 tuổi tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Từ 8,5% vào năm 2010 lên 19% vào năm 2020. Năm 2021 cho kết quả tương tự, trong đó thì tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm 18% cả nước. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân dẫn đến béo phì là do tăng quá mức lượng năng lượng ăn vào. Ăn một lượng thức ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, chế độ ăn giàu chất béo. Béo phì được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ công nhận là bệnh mãn tính đòi hỏi phải quản lý và điều trị lâu dài, bởi tình trạng này gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang triển khai nhiều biện pháp để giám sát dịch cúm gia cầm này.
Cụ thể, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tăng cường giám sát những người đến từ cụm dịch ở nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất, cụm cảng trên địa bàn thành phố. Tại các cửa khẩu, ngành y tế cũng phối hợp chi cục thú y vùng 6 giám sát kiểm dịch các trường hợp nhập cảnh. Trong nội địa, ngành y tế tăng cường giám sát các trường hợp viêm hô hấp cấp tính nặng, đặc biệt những người bệnh có tiền sử tiếp xúc với gia cầm có triệu chứng nghi ngờ, tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm hô hấp cấp trong cộng đồng. Trường hợp phát hiện nghi ngờ sẽ báo cáo hội chẩn với bệnh viện bệnh nhiệt đới để khám điều trị kịp thời, đồng thời khoanh vùng xử lý nếu có những yếu tố nguy cơ. Long An là địa phương tập trung số lượng cơ sở giết mổ lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này, đơn vị hiện đang tập trung kiểm tra hoạt động các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu thụ. Long An hiện có 48 cơ sở giết mổ, gồm 35 cơ sở giết mổ tập trung và 13 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. 75% trong tổng số cơ sở giết mổ hiện vẫn thực hiện phương thức giết mổ thủ công. Một số cơ sở chưa quan tâm thực hiện việc nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo về môi trường và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm giết mổ. Mặt khác, số lượng cán bộ thú y hiện chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, gây khó khăn trong việc thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát giết mổ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với địa phương rà soát, sắp xếp tổ chức hoạt động giết mổ, hạn chế giết mổ thủ công, tăng cường kiểm tra, đề nghị chủ cơ sở đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, tăng cường đào tạo, tập huấn quy trình kỹ thuật chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện lộ trình 2025 đến 2030 chỉ tiếp nhận đầu tư cơ sở giết mổ có công nghệ hiện đại, giết mổ theo dây chuyền công nghiệp hoặc bán công nghiệp và có công suất lớn. Đến năm 2025, mỗi địa phương giảm một nửa số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn và đến năm 2030 không còn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Thủ đoạn dàn cảnh trộm tài sản ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh mất mát tài sản. Như vụ việc vừa xảy ra tại tổ 1 khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, người phụ nữ bán xôi đã bị các đối tượng dàn cảnh trộm mất chiếc xe máy mà chị vừa mới mua. Hơn 6 giờ sáng qua, chị NTCG, 32 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, đang đứng bán xôi tại khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, thì có hai đối tượng đi xe máy tới giả vờ hỏi mua xôi, đánh lạc hướng. Cùng lúc, đồng bọn của hai đối tượng đi từ phía sau tới bẻ khóa chiếc xe máy của người phụ nữ. Khi phát hiện, chị Dê đuổi theo nhưng không kịp. Chị Dê cho biết chiếc xe máy vừa mua với giá hơn 19 triệu đồng và đang chờ cấp biển số. Đó là số tiền chị dành dụm sau nhiều năm làm công nhân. Sau vụ việc, nạn nhân đã đến công an phường Tân Phước Khánh trình báo. Cũng tại tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ Đinh Quốc Trưởng, 25 tuổi, quê ở Ninh Bình và Châu Chí Quang, 19 tuổi, quê ở An Giang để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Dù việc làm giả giấy tờ bị phát hiện khi người dân đến công an phường làm hồ sơ xin việc. Trước đó, ngày 24 tháng 2, anh C, 22 tuổi, quê ở Đắk Lắk, chuẩn bị hồ sơ để xin việc làm nên cần giấy xác nhận cư trú. Qua Zalo, anh C liên hệ với tài khoản tên Thành Trung nhờ làm giúp với giá 300.000 đồng. Khi nhận được giấy xác nhận cư trú, do nghi ngờ là giả nên anh C đã đến công an phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra lại thông tin, thì được biết tờ giấy trên là giả mạo. Đến 18 giờ ngày 25 tháng 2, công an đã bắt giữ Quang khi đối tượng đang giữ một tờ giấy xác nhận cư trú giả của một người khác. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ đối tượng cầm đầu là Đinh Quốc Trưởng. Người này đã thuê Quang đi giao giấy tờ giả. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, giấy tờ, con dấu giả. Bước đầu xác định, Trưởng đã làm giả các bộ hồ sơ xin việc cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính. Tại tỉnh Khánh Hòa, lễ hội cầu ngư của người dân thành phố Nha Trang vừa được tổ chức trang trọng trên sông Quán Trường. Đây là lễ hội lớn, lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa của người dân vùng biển Nam Trung Bộ. Lễ hội cầu ngư của ngư dân thành phố Nha Trang bắt nguồn từ tục thờ ông Nam Hải. Ông Nam Hải là cách gọi trang nghiêm của ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ dành cho cá voi, loài cá tượng trưng cho điềm lành, với thân hình to lớn, thường cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển.
Ngư dân xem cá dòi là một trong những vị thần biển linh thiêng, nên khi cá chết trôi dạt vào bờ, ngư dân các làng chài thường làm tang lễ long trọng và thờ ở lăng ông. Lễ hội cầu ngư của ngư dân thành phố Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung tái hiện nét lao động của ngư dân vùng biển, nuôi dưỡng, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất Khánh Hòa. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.